Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Bác Giới Ca. Rồi thì hôm nay mình với đệ của mình chơi với hai người lạ. Rồi thì bây giờ đầu số 4 nhảy riêng mất rồi. Tụi mình sẽ nhảy lên cái tháp. Cái tháp này mình gọi nó là gì ta? Gọi là trạm quân sự trên không đi. Mình nhảy lên cái trạm quân sự trên không này nè. Ở trên đây thì rất là nhiều súng và rất là nhiều giáp ba, nên thường thường đa số sẽ rất nhiều người nhảy xuống đây. Bây giờ sao trận này không có ai nhảy xuống đây vậy? Rồi lút tí đồ rồi mình đi kiếm người giết thôi, chứ trên đây không có ai là thấy buồn rồi đó. Rồi giờ anh em mình sẽ lấy máy bay đi. Trời ơi, cái thằng quỷ số 3 này không chịu leo lên đi. Rồi đi thôi, đi săn người thôi. Lút này hết cái tháp rồi. Mỗi bữa nhảy vô 2-3 team, hôm nay không có một team nào. Đáp xuống khu này có ai không? Khu này nuclear. Mình bay từ từ để coi nó có ai nó ra nó bắn mình. Rồi, giờ mình bay qua bên cái khu quân sự này. Khu quân sự này chắc là có người đây. Nghe có tiếng súng đó. Mình cũng chưa thấy người đâu. Số 3 nhảy mất tiêu rồi, thôi bỏ nó luôn. Mình bay tiếp vô bo đi, vô tiếp vô bo để mình kiếm. Kèo mà. Nghe em. Kệ nó đi em rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ bay vô cái khu phía trong bo nha. Cái khu rừng này. Khu rừng gì mà không có cây nữa. Mình sẽ trận này mình sẽ lấy máy bay mình đi kiếm người giết nha các bạn. Thời buổi này là chỉ đi máy bay thôi, vẫn chưa thấy người. Rồi đáp xuống, thấy rồi. Để xuống giết tụi nó nè. Trước mặt mình rồi. Nó thả roi ra. Thả roi ra, chạy. Nó thả roi ra em. Cái con máy bay nó đập chặt mình. Nó quanh. Mày. Mày có roi hả? Ui, sao lưng. Không biết là người hay boss đây, tự nhiên xuất hiện giữa đường. Cái Call of Duty này thì nó ít boss hơn PUBG nhiều. Chà, đi xuống kìa. Nó mắc cấp 8 này chắc là boss. Rồi, được hai mạng. Tiếp tục chắc đi lấy máy bay. Lấy máy bay đi sang người tiếp. Ui trong phòng. Ba mẹ. Rồi rồi đẩy bên máu đây. Biết còn ai không? Cái này chạy về và chắc một team rồi. Thế mày để ý khi mình bắn mình nóc á là nó còn đội. Nhưng mà mình xé nhanh quá thì nó chết luôn. Nhiều lúc mình không để ý mình tưởng là kill luôn á. Nên nhiều trường hợp bị chết oan do y giết hết rồi. Ủa, anh chơi mình cũng giết rồi, bài thứ 3. Chơi thứ nhất. Khó chịu quá. Đây, rồi. Lên nè. Lên đi kiếm người tiếp.
đi theo tiếng súng thôi. Đây cái khu vui chơi này hay có người đang có người nghe tiếng súng luôn nè. Ơ hai thằng luôn, ba xuống chiếc nó. Hai thằng nó đang bắn ai á? Ngon. Ủa sao được có mạng vậy? À. Hai mạng rồi. Mình còn nóc. Ủa. Sao thằng em mình nó nóc rồi? Máy bay nổ nó không nhảy ra. Ủa sao vậy? Mới phát ra. Không chịu nhảy ra khỏi máy bay rớt xuống nổ chết. Số 4 đi với bay sắp tới kìa. Vô lút hai thằng này đã. Ừ, nó xuống này. Ủa, số 4. Thì ra là nãy là hai thằng, một thằng là người nhưng mà đứng AFK bị con boss bắn. Mình nghĩ tiếng súng quá trời nè. Súng 350 nè. Để mình chạy qua bên đây đi. Máy bay mình nổ mất rồi. À quên, có mấy chuyến bay của thằng số 4. Mà thôi, quay lại làm biến boss. Trước mặt luôn nè, tiếng súng bắn dữ dội lắm, này người. Mình có cầm cây súng bắn lựu, mình gọi đây là súng bắn lựu. Súng cam nha các bạn, xíu mình sẽ test cho các bạn coi nó ngon không. Mà sao mình cảm giác nó chẳng ngon thế nào. Đâu ta, sao mà tiếng súng mà không thấy ai bên này ta. Ở dưới này, dưới này. Tóc biến rồi, ôi sau lưng mình có chân. Sau lưng nè. Trời, còn ai không? Ui, ướt xuống chân kìa. Nhưng mà nhiều lúc mấy con boss nó xuất hiện sát rạc mình. Em nghe có tiếng bước chân này. Mà sao mình nghe tiếng chân nhỏ ta? Chắc quên chỉnh âm thanh rồi. Để xíu chỉnh âm thanh lại đã. Using adrenaline shot now. Có tiếng kìa, Cái sụp. Đâu mà lắm boss thế nhỉ? Ba con boss rồi đó. Chẳng biết boss hay người. Có khi cả team nó đang chạy để xếp hàng với nhau. Đèn xanh nè. Hết rồi. Rồi. Đu cái dây này xuống thôi. Đó, mình đu dây xuống nè. Mình có thể bỏ đu ra giữa chừng nha các bạn. Khi mà mình đang đu giữa chừng, mình bỏ ra mình sẽ bay. Mình đu ngược lên lại nè. Đó. Khi mình di chuyển rất là linh động ở những cái địa hình khác nhau á. Nhiều lúc các bạn bị bắn mà các bạn tưởng chừng sắp ao thì các bạn hãy nhảy. Mình mới vừa chỉnh âm thanh lại. Âm thanh này mình để hơi nhỏ. Mình để chế độ chơi game á, thì cái máy nó không có cho mình chỉnh âm thanh. Chip terminal is almost ready. Kêu rồi. Clear. Tiếng súng. Thấy ghê không? Ngồi trên xe máy mình vẫn sấy được luôn, ghê chưa? Chết cơ còn lại không? Rồi, trong khu này nghe tiếng súng luôn nè. Để lấy xe qua. Cái này chắc chắn có người rồi. Nãy mới nghe tiếng súng trong này. The revive flight will arrive in 1 minute. Có,
cực máu mà. Trước mặt luôn à? Thì nó đang chạy kìa. Mình bắn dài mình đó. Half of the teams are eliminated. Đây trước mặt đây. Bật con roi ra. Bắn nó. Chạy đâu được hả? Ý con roi nó lại bắt thằng khác nữa kìa. Hai thằng luôn nguyên team. Ô, xảy hệt khóc rồi, xảy nguồn mắt. Yếu rồi. Con. Con roi lợi hại không? Con roi mình quá lợi. Bồ mẹ. Có tiếng. Ôi, em bị chán rồi. Dạ, nó quăng bom chán. Rồi, tại lúc xếp hai này thôi. Thật sự game này mình cũng chưa thuộc hết tên của cái loại súng ngoài những cây mình hay bắn. M4, AK. Rồi mình thích nhất là cây đạn xanh là cây AK-117. Cây bắn rất là ngon các bạn. Rồi, hãy nghe tiếng súng nè, đường số 3 nè, hướng thứ số 3, chỗ hồng thánh luôn. Số 4 làm gì mình nó không bơm máu vậy ta? Đây, hướng hồng thánh. Cam thính nè, thằng Trung Quốc Cam thính. Những cái bụi cây mà tưởng người hết hồn kia. Để đến ngoài để chắc đoàn thì đi xuống bên này một chút nào. Ghê lắm, game này mà cũng cam tính. Đây, bắn trước mặt đây. Ui, em lượm cái súng gì thấy ghê lắm nè. Súng nhắm tầm nhiệt đó. Phải không? Châu dữ vậy ta. Rồi lại thằng Trung Quốc nữa. Tính lại cướp kia thôi à. Ê, còn thôi. Để mình lấy súng mình súng thục mình thục cho các bạn coi. Nổ tùm lum vậy mà không chết. Bỏ qua đi, bỏ qua. Giết luôn trời rồi. Trời, cái súng phế vật thiệt đấy chứ. Bắn các bạn thấy nổ đam đung xung quanh đó mà không chết. Súng em là súng nhắm tầm nhiệt đó, cây đó mạnh nhất game á. Đúng rồi, nhắm bằng nhiệt không là mắt ghê luôn. Cái đó là nhìn xuyên được tụi nó ở đâu luôn mà. Nào đây. Chết. Trời ơi, tiện đổi súng. Nội nó. Chết nữa chết với em này rồi. Bông máu cái đã. Ngày mình bơm máu thì mình hết hồn pha đó, tự nhiên đổi sang súng cây súng thục. Dog tag has been scanned successfully. Your teammate will return. 14 kill rồi, đáng kết một nè. Ý có thằng bay dù kìa. Có thằng xuống kìa. Nhảy xuống rồi, thằng này nhanh thiệt. Dám bay dù xuống. Nhảy vô nhà. Chạy ra xa rồi. Chết rồi. Chết rồi. Kìa, có thằng chạy trước mặt. Hướng 250. Nó đang chạy lên đó. Em xài súng tầm nhiệt. Để mở roi ra bắt nó nè. Mày xài. Đâu.
Người quan á. Đang bắt thằng nào sau lưng kìa. Bắt thằng nào sau lưng kìa. Đó. Thấy không? Thấy ngon không? Từ lúc đi sau lưng mình, con roi nó phát hiện luôn chứ. À. Còn có hai mạng nữa, team mình 4, còn có hai mạng nữa. Thằng nào thả zombie ra vậy? Thả mấy quỷ zombie này mà không chết. Rồi, em lấy cái súng tầm nhiệt đó quét coi tụi nó ở đâu. Ghê, giờ tiếng súng ghê vậy. Rồi, dưới này còn có thằng à. Dưới, thắng luôn. Chết bò luôn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay cho mình một like, subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.